Cô chào các em. Ở lớp 6, các em đã học khái niệm về lực. Ví dụ, khi đóng cửa, tay cần tác dụng một lực lên cánh cửa. Khi treo vật nặng vào lò xo, vật nặng sẽ tác dụng lực kéo lên lò xo. Khi hai đội chơi kéo co, hai đội đều tác dụng lực kéo lên sợi dây thừng. Vậy lực chính là tác dụng đẩy kéo của vật này lên vật khác. Ví dụ cụ thể về lực. Một đầu tàu kéo các toa tàu chuyển động với một lực kéo là 10 mũ 6 Newton, có nghĩa là 1 triệu Newton. Lực này có phương nằm ngang, có chiều từ phải sang trái. Như vậy, cô vừa mô tả lực tác dụng lên một vật bằng lời nói. Người ta có thể mô tả lực tác dụng lên vật bằng hình vẽ, gọi là biểu diễn lực. Vậy, lực tác dụng lên một vật được biểu diễn như thế nào? Tiết 5, bài 4, biểu diễn lực. Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra những kết quả gì cho vật đó? Em quan sát hình ảnh sau. Dùng tay bóp quả bóng cao su, lực của tay đã làm biến dạng quả bóng cao su. Em lại quan sát tiếp thí nghiệm sau. Đặt một thanh nam châm lại gần miếng thép để trên một cái xe lăn. Buông tay giữ xe lăn. Vậy lực hút của thanh nam châm lên miếng thép đã gây kết quả gì cho xe lăn? Qua quan sát, các em thấy lực hút của nam châm lên miếng thép đã làm thay đổi chuyển động của xe. Đây là nói theo cách học của lớp 6. Còn đối với lớp 8, ta thấy thay đổi chuyển động của xe nghĩa là thay đổi vận tốc của xe. Trong trường hợp này, đã làm tăng vận tốc của xe lăn lên. Vì vậy, xe lăn chuyển động nhanh lên. Ví dụ tiếp theo, các em hãy quan sát mặt vợt tennis trong hình ảnh dưới đây. Khi trái tennis đến đập vào cái mặt vợt, nó sẽ tác dụng lực lên mặt vợt. Vậy lực tác dụng của trái tennis đã làm mặt vợt bị biến dạng. Đồng thời, mặt vợt cũng tác dụng ngược trở lại trái tennis một lực, làm biến dạng trái tennis và cũng làm thay đổi vận tốc của trái tennis. Trái tennis đang chuyển động nhanh sẽ gặp mặt vợt, khi gặp mặt vợt nó sẽ chuyển động chậm lại và đổi hướng chuyển động. Như vậy, lực tác dụng lên vật có thể làm biến dạng vật hoặc làm thay đổi vận tốc của vật, hoặc đồng thời có thể gây ra hai cái kết quả vừa biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật. 25 mã, biểu diễn lực. 1. Lực là một đại lượng vector. Vậy tại sao nói lực là một đại lượng vector? Các em đã biết, lực luôn luôn có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là điểm đặt, yếu tố thứ hai là phương và chiều, yếu tố thứ ba là cường độ, nghĩa là độ lớn. Ví dụ, khi đóng cửa, lực tác dụng lên cánh cửa có điểm đặt, đặt vào tay nắm cửa, có phương nằm ngang, có chiều, có thể hướng vào bên trong hoặc hướng ra bên ngoài. Cường độ là cái sức mạnh của cái lực đó lớn hoặc nhỏ. Vậy chỉ cần một yếu tố khác nhau, đó là yếu tố chiều. Nếu chiều hướng vào bên trong thì cánh cửa quay vào bên trong. Nếu chiều hướng ra ngoài thì cánh cửa sẽ quay ra ngoài. Như vậy, một yếu tố chiều khác nhau thì kết quả xảy ra là khác nhau. Hoặc khi treo vật nặng vào lò xo, ta treo những vật nặng nhẹ khác nhau thì lực tác dụng lên lò xo cũng lớn nhỏ khác nhau, làm cho lò xo co giãn khác nhau. Vậy yếu tố khác nhau là độ lớn, có thể làm kết quả xảy ra là khác nhau. Vì vậy, lực là một đại lượng vừa có độ lớn, vừa có phương và chiều, nên ta gọi lực là một đại lượng có hướng, mà trong vật lý, những đại lượng có hướng gọi là các đại lượng vector. Vậy rõ ràng, lực là một đại lượng vector. Để hiểu rõ về các đại lượng vector, các em đi trả lời câu hỏi sau. Trong các đại lượng, vận tốc, trọng lực, khối lượng riêng, vậy đại lượng nào là đại lượng vector? Vì sao? Các em biết rằng đại lượng, khối lượng riêng, đó là những đại lượng chỉ cho ta biết về độ lớn. Nó không có hướng và đó chính là các đại lượng vô hướng. Vậy những đại lượng có hướng đó là vận tốc, trọng lực, nên ta gọi đó là các đại lượng vector. Vector lực được biểu diễn và ký hiệu như thế nào? Vector lực được ký hiệu là chữ F, có mũi tên trên đầu. Còn cường độ lực, độ lớn của lực ký hiệu là chữ F, không có mũi tên trên đầu. Vector lực được biểu diễn bằng một mũi tên. Vì sao lại chọn mũi tên để biểu diễn vector lực? Vì mũi tên nó có hướng, mà vector lực là đại lượng có hướng.
Lực là một đại lượng vector được biểu diễn bằng một mũi tên. Gốc mũi tên là điểm đặt của lực. Phương chiều của mũi tên trùng với phương chiều của lực. Độ dài của mũi tên biểu thị cường độ của lực theo một tỉ xích cho trước. Độ dài của mũi tên được tính từ gốc mũi tên đến cái đầu của mũi tên. Để hiểu rõ cách biểu diễn một lực, chúng ta đi vào ví dụ cụ thể sau đây. Hãy biểu diễn một lực 15 N tác dụng lên xe lăn B theo các yếu tố sau. Lực có điểm đặt tại A, có phương nằm ngang, có chiều từ trái sang phải, có cường độ F bằng 15 N. Như vậy, đọc bài lên, các em thấy vector lực này đã có đầy đủ 3 yếu tố: điểm đặt, phương chiều và cường độ. Như vậy, ta đã đủ dữ kiện để biểu diễn vector lực. Đây là xe lăn B. Điểm đặt của lực tại A thì gốc mũi tên ta sẽ vẽ từ A. Lực có phương nằm ngang, có chiều từ trái sang phải. Vì vậy, mũi tên ta vẽ mũi tên có phương ngang, có chiều từ trái sang phải. Vậy độ dài của mũi tên ta có vẽ tùy ý không? Ta có thể chọn tỉ xích như sau. Ta chọn tỉ xích là 1 cm ứng với 5 N. Vậy với cường độ 15 N này, ta phải vẽ 3 đoạn. Các em thấy chiều dài của mũi tên được tính từ gốc điểm A cho tới đầu mũi tên. Vẽ 3 đoạn, mỗi đoạn ứng với 5 N. Như vậy, nhìn vào chiều dài mũi tên, ta biết được cường độ của lực là 15 N. Ví dụ tiếp theo là ví dụ chúng ta đã nêu ở đầu bài. Một đầu tàu kéo các toa tàu với một lực kéo là 10·6 N. Hãy biểu diễn lực tác dụng này. Bây giờ, chọn tỉ xích trước. Chọn 1 cm ứng với 500.000 N. Các em chú ý, đối với mỗi bài thì cái tỉ xích có thể là khác nhau. Có thể là bài cho và cũng có thể là tùy ý chúng ta chọn. Chúng ta chọn sao cho phù hợp với dữ kiện đầu bài. Lực kéo này có phương nằm ngang, có chiều từ phải sang trái và có điểm đặt đặt tại các toa tàu. Độ lớn là 10·6 N, có nghĩa là 1.000.000 N. 1 cm ứng với 500.000 N thì 1.000.000 N ta phải vẽ 2 đoạn ứng với 2 cm. Mũi tên ta được biểu diễn như sau. Vậy nhìn vào mũi tên, ta biết được lực của đầu tàu tác dụng lên toa tàu có điểm đặt đặt tại toa tàu, có phương nằm ngang, có chiều từ phải sang trái và ứng với 2 đoạn, có nghĩa là lực này có độ lớn là 1.000.000 N. 2. Trong sách giáo khoa, hãy biểu diễn các lực sau đây. Lực thứ nhất là trọng lực của một vật có khối lượng là 5 kg, tỉ xích 1 cm ứng với 10 N. Ở lớp 6, các em đã biết cách tính trọng lượng của một vật. Trọng lượng chính là độ lớn của trọng lực. Vậy trọng lượng của vật 5 kg bằng bao nhiêu? Áp dụng công thức P bằng 10 m bằng 10 x 5 bằng 50 N. Như vậy, ta đã tìm được độ lớn của trọng lượng. Còn hai yếu tố nữa, đó là điểm đặt, phương chiều của trọng lực thì sao? Điểm đặt, phương chiều và độ lớn của vectơ trọng lực. Điểm đặt luôn luôn đặt ở tâm của vật. Trọng lực là lực hút trái đất nên phương của lực hút là phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới và độ lớn là 50 N. Vì vậy, ta phải vẽ mũi tên có gốc mũi tên đặt vào chính giữa của vật. Phương của mũi tên là phương thẳng đứng, chiều của mũi tên từ trên xuống dưới và độ dài của mũi tên vẽ 5 đoạn, mỗi đoạn sẽ ứng với 10 N. Lực thứ hai là lực kéo 15.000 N có phương nằm ngang, có chiều từ trái sang phải, tỉ xích 1 cm ứng với 5.000 N. Vector lực kéo này cũng có đầy đủ 3 yếu tố, vì vậy ta dùng mũi tên để biểu diễn vector lực. Mũi tên này có gốc nằm ở chính giữa vật, có phương nằm ngang, có chiều từ trái sang phải và vẽ 3 đoạn, mỗi đoạn ứng với 5.000 N. Vậy 3 đoạn sẽ ứng với 15.000 N.
xem nhìn vào cách biểu diễn lực, chúng ta cũng có thể mô tả thành lời. Rõ ràng đối với hình A, nhìn vào đó ta biết được vật này chịu tác dụng của trọng lực P, có phương thẳng đứng, có chiều từ trên xuống dưới và độ lớn là 50 N. Tương tự vậy ở hình B, lực kéo này có phương nằm ngang, có chiều từ trái sang phải và độ lớn lấy 3 x 5 là 15.000 N. Câu C3 ngược với câu C2. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình 4.4. Có 3 hình A, B và C. Ở mỗi hình, các em cũng phải nêu đầy đủ 3 yếu tố của lực, đó là điểm đặt, phương chiều và độ lớn. Cụ thể từng hình như sau. Đối với hình A, nhìn vào mũi tên, có gốc, mũi tên là điểm A. Từ đó suy ra điểm đặt của lực F1 đặt tại A. Phương của mũi tên là phương thẳng đứng. Vậy phương của lực F1 là phương thẳng đứng. Chiều của mũi tên hướng từ dưới lên trên. Suy ra chiều của lực cũng hướng từ dưới lên trên. Độ dài của mũi tên là 2 đoạn. Mỗi đoạn ứng với 10 N. Vậy cường độ của lực F1 là 20 N. Đây là hình B. Nhìn vào hình B, ta cũng đọc được ra 3 yếu tố của lực F2. Lực F2 có điểm đặt tại B, có phương nằm ngang, có chiều từ trái sang phải và cường độ của lực. Ta thấy độ dài của mũi tên vẽ 3 đoạn, vậy thì 3 x 10 là 30, cường độ của lực sẽ là 30 N. Cả hình A, hình B và hình C có cùng tỉ xích 1 cm ứng với 10 N. Đây là hình C. Và tương tự như vậy, nhìn vào hình C, các em cũng đọc được ra 3 yếu tố của lực. Điểm đặt đặt tại C, phương nằm nghiêng hợp với phương nằm ngang một góc 30 độ. Chiều hướng từ trái sang phải, hướng lên trên. Cường độ 30 N. Cô nhắc lại kiến thức chính của bài học ngày hôm nay để các em nhớ. Để biểu diễn một vectơ lực, người ta dùng một mũi tên. Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật, gọi là điểm đặt của lực. Phương và chiều của mũi tên trùng với phương và chiều của lực. Độ dài của mũi tên biểu thị cường độ của lực theo một tỉ xích cho trước. Kiến thức của bài học ngày hôm nay đến đây là hết. Các em hãy chép bài, học bài và làm bài tập trong file Word, chuẩn bị cho bài học tuần sau. Đó là bài sự cân bằng lực, quán tính. Các em sẽ biết được tác dụng của hai lực cân bằng và quán tính là gì. Thân mến, chào các em.